Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái nội dung mà mình nghĩ là tất cả các bạn thiết kế, một khi mà các bạn đã bước chân vào cái nghề này thì các bạn sẽ phải sử dụng đến nó ít nhất là một lần. Tại vì mình cũng giống như các bạn, mình có làm nhiều năm hay ít năm thì mình cũng phải sử dụng những cái thao tác mà liên quan đến cái việc là làm chữ trong thiết kế đồ họa, đúng không? Và đặc biệt bây giờ là khi mà chúng ta có Freepik, có rất là nhiều những cái trang hỗ trợ để chúng ta có thể mua được các cái kiểu chữ đẹp, do nhu cầu của khách hàng càng ngày họ càng muốn các cái thiết kế của mình đẹp hơn. Và các bạn sẽ thấy cái việc mà chúng ta sử dụng các cái hiệu ứng này trong thiết kế là một việc rất quan trọng. Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta sử dụng được các cái hiệu ứng này một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Khi các bạn mở cái file thiết kế ra ấy, thì đầu tiên cái vấn đề mà các bạn hay gặp phải đó chính là các bạn sẽ không có cái phông chữ mà họ đang sử dụng. Tại vì họ để nguyên để cho chúng ta có thể thay đổi nội dung mà, nên là họ sẽ không convert chữ. Các bạn ấn OK hoặc có thể là file phông luôn giúp mình. Đây. Nếu như mà bạn không có cái phông chữ của họ, cái phông chữ này tên là cái phông chữ là Tagga. Đó, cái biển màu vàng mà có chấm than là cảnh báo, có nghĩa là đang bị lỗi phông. Bây giờ chúng ta sẽ phải thay thế cái phông này bằng cái phông chữ mà chúng ta có ở trong hệ thống. Ở đây thì cái file phông này các bạn có thể vào trực tiếp ở đây, hoặc là các bạn có thể mở cái file đó ra, sau đó là các bạn chọn cái phông này, sau đó là các bạn hãy vào cho mình cái phần type, sau đấy là vào phần file phông giúp mình. Ở đây nó sẽ hiện ra một cái bảng file phông như vừa nãy chúng ta cũng nhìn đó. Đây là cái phần gọi là phông sẵn có, ví dụ ở trong system, có nghĩa là tất cả những cái phông chữ có ở trong máy của các bạn thì nó sẽ hiển thị hết ra đây. Hoặc các bạn có thể là recent, có nghĩa là trước đó bạn đã từng thay đổi cái phông chữ nào đó rồi, thì Illustrator nó sẽ lưu lại để cho chúng ta có thể chọn lại nó. Còn không thích thì các bạn có thể vào trong cái phần document. Thì ở đây mình đã xóa những các cái phông phụ đi, thành ra là nó còn mỗi một cái phông này, nên nó cũng chỉ có một phông thôi. Mình sẽ vào cái phần system nhé. Đây chính là cái phông nguồn, cái phông mà họ đã sử dụng cho cái text gốc của chúng ta là Tagga đây này. Các bạn hoàn toàn các bạn có thể vào Google và các bạn có thể search và download cái phông này về. Và không phải lúc nào mình cũng sẽ sử dụng cái phông họ có sẵn. Thành ra là mình sẽ thay bằng một cái phông mà mình cái nhu cầu của mình đang cần chẳng hạn. Ví dụ thế. Ở đây là mình có thể thử nhá, mình sẽ thay một cái phông mà hiện tại là mình đang có, ví dụ như là phông Gila đi. Sau đó là các bạn hãy chọn vào cái phông Gila, rồi cho mình vào cái phần trang. Rồi, done giúp mình. Các bạn thấy không? Có nghĩa là chúng ta đã chuyển thể được từ một cái phông chữ chúng ta chưa có phông gì hết, nó đang bị lỗi phông, và mình sẽ thay bằng một cái phông khác. Đến đây thì sẽ có nhiều bạn sẽ thắc mắc với mình là tại sao mình không chọn cái phông chữ này. Sau đó là vào trong cái phần character và mình sẽ chọn một cái phông nào đó đi, ví dụ như là cái phông UTM Ivor nhé. Đến đây thì các bạn nghĩ là ồ cũng được rồi đây, thế tại sao chúng ta lại cần phải quay vào cái phần type và chọn cái phần file phông làm cái gì cho nó mất thời gian? Nhưng các bạn, khi các bạn làm việc thì các bạn sẽ nhận thấy cái điều ở đây này. Ví dụ như là mình sẽ chọn cái phông này, sau đấy là mình copy sang một cái chữ khác. Ví dụ mình có nhiều dòng chữ thì mình sẽ copy thành các dòng khác nhau, thì ở đây nó sẽ quay lại về cái file gốc của chúng ta và các bạn lại phải tiếp tục các bạn đổi một lần nữa ở trong cái phần character. Ví dụ có một chữ thì không sao, nhưng mà ví dụ có nhiều chữ ở nhiều dòng khác nhau thì các bạn sẽ phải lặp đi lặp lại cái bước này rất là nhiều lần. Thành ra là cái việc mà các bạn chọn ở character nó không phải là cái cách làm tối ưu, mà các bạn phải bắt buộc là các bạn vào trong cái phần type, sau đấy là vào cái phần file phông, rồi các bạn hãy chọn cho mình là trang đi. Đó, tiếp tục. Đấy, OK. Ấn vào đăng ạ. Đến đây thì các bạn hoàn toàn có thể là copy sang nhiều dòng khác nhau. Mình ví dụ copy một cái dòng khác đi. Các bạn thấy không? Cái phông chữ của chúng ta nó sẽ giữ nguyên và nó không thay đổi. Đấy chính là cái tác dụng của cái việc mà chúng ta sử dụng cái file phông. À, tiếp đến đây là chúng ta chỉ xong một cái việc đầu tiên thôi.
Mình sẽ xóa hai cái phông chữ này đi. Đến đây thì nhiều bạn sẽ thắc mắc với mình là ồ, đến đây rồi thì mình sẽ phải đổi các cái màu sắc của nó đi. Thì nếu như bình thường các bạn làm thì các bạn chỉ cần vào cho mình cái appearance. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là nó có các cái lớp, các cái layer khác nhau. Ví dụ như là ở trong cái phần stroke thì nó không có gì, những cái phần fill là nó sẽ được xếp lần lượt theo các cái thứ tự. Ví dụ như là các bạn có thể ẩn cái con mắt này đi. Thì nói chung là đây là những cái lớp ở trên, còn đây chính là các cái lớp ở dưới, lớp bóng. Và đây chính là cái lớp mà bóng của nó, lớp dưới cùng. Nó sẽ xếp theo cái thứ tự, đó chính là từ trên xuống xuống dưới, thì nó cũng tương tự như là cái cách sắp xếp thông thường thôi. Nhưng mà ví dụ nhá, mình lấy ví dụ, nếu như bạn là một người giỏi về làm màu sắc thì cái chuyện như là các bạn thay đổi cái màu fill này, ví dụ mình đang nói là cái màu gradient này đi, các bạn thay đổi, các bạn chọn theo cái ý của các bạn thì rất là đơn giản. Nhưng bây giờ giả sử, mình đang giả sử những cái bạn mà không biết cách để chúng ta có thể đổi, hoặc là cái thời gian các bạn chuyển đổi tất cả các cái lớp màu nền như vậy á, nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi màu sắc nhanh nhất có thể? Vậy thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách mình phải gọi là một cái mẹo siêu nhanh. Đó chính là các bạn làm như sau nhé. Mình sẽ copy sang một cái file khác, đặt lên đây. Mình sẽ chuyển đổi cái file ở dưới cho các bạn nhìn nhé. Các bạn hãy chọn cái text này, sau đó là các bạn hãy vào cho mình cái phần recolor artwork giúp mình. Ở đây thì mình nghĩ là bạn nào đã theo dõi kênh của mình rồi thì các bạn sẽ biết cách làm, còn bạn nào mà chưa biết thì mình sẽ hướng dẫn lại. Nó sẽ liệt kê cho chúng ta ở đây là có 34 cái màu sắc sử dụng ở cái kiểu chữ này. Và sử như là bạn có thời gian thì bạn hãy thay đổi thủ công, ví dụ từ cái màu nâu, các bạn có thể, đây là màu cũ nhỉ, màu current có nghĩa là cái màu hiện tại, sau đấy là các bạn đổi sang một cái màu mới. Các bạn ở đây các bạn có thể chọn rất là nhiều các cái kiểu khác nhau của nó, thì các bạn thậm chí là đổi trực tiếp ở dưới này luôn được cái này, hệ này. Trời ơi, nhưng mà mình nghĩ đổi những 34 màu nó cũng lâu á, nên mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách như sau này. Các bạn hãy chọn vào cho mình cái phần edit, sau đấy là ở cái phần link harmony color thì các bạn hãy ngắt cái link này đi, sau đấy là các bạn hãy kéo, và các bạn hãy để ý giúp mình này, các bạn phải định hình trong đầu. Ví dụ bây giờ cái màu vàng bạn không thích nữa, bạn hãy đổi nó sang một cái màu khác. Mình sẽ lấy ví dụ là nó thuộc cái gam màu xanh dương đậm đi. Các bạn chỉ cần chọn cho mình cái vòng tròn màu lớn nhất và cái viền xung quanh nó chính là cái màu đen đậm, để nó thể hiện cái màu ở đây là cái màu chính, màu chủ đạo đó. Các bạn hãy kéo cho mình sang cái hướng của cái bên màu xanh dương, và các bạn nhìn này, nó sẽ thay đổi toàn bộ theo cái màu đấy luôn. Ở đây các bạn có thể điều chỉnh được cái màu xanh này đậm hơn hoặc nhạt hơn bằng cái thanh trượt đây. Các bạn có thể tăng cái phần sáng của nó lên là màu sáng hơn, hoặc các bạn có thể kéo về cái phần bên phần dương á, thì nó sẽ là tối hơn, đậm hơn, nhìn chứ rất là kinh đúng không. Mình sẽ kéo lại phần sáng, sau đấy thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi rất là chủ động. Mình thật sự nhá, mình nói ở đây là rất là chủ động là vì sao, là vì nó chỉ đơn thuần là cái thao tác kéo màu sắc, vì nó đã link toàn bộ cái phần màu từ màu nền đến màu, các cái lớp màu khác nhau á, thì nó sẽ thay đổi đồng bộ luôn, nó sẽ rất là nhanh. Và mình nghĩ là bạn nên làm những cái cách như vậy thì nó sẽ nhanh hơn, và có thể nó sẽ chuyển sang cái phần màu xanh này. Đó, dường như là cái màu vàng gold trên cái nền tím nó đã là rất là đẹp rồi, nên là các bạn không cần phải kéo gì nhiều đâu, mình chỉ là đang thử để cho các bạn nhìn thôi. Các bạn nhìn thì các bạn đánh giá cái cách làm thôi. Đó, nếu như mà không có gì đặc biệt thì các bạn chỉ cần làm như vậy, sau đó các bạn ấn OK, vậy là xong. Đấy là cách mà chúng ta đã đổi, và các bạn hãy chọn nhé. Sau đấy là các bạn hãy quay trở lại ở cái phần appearance này, các bạn sẽ nhìn thấy tất cả những các cái phần nền ở các cái lớp khác nhau nó sẽ thay đổi theo
Và đây là một cái cách rất là tiện và mình rất là hay dùng và gần như là mình sẽ sử dụng hàng ngày luôn. Làm ạ thì mình sẽ lưu ý các bạn một cái nữa, đó chính là giả sử nhá, mình sẽ copy sang một cái khác đi. Bây giờ lại phát sinh ra một cái vấn đề, đó chính là mình sẽ thay đổi cái kích thước của cái chữ này. Thì các bạn sẽ thấy khi mà các bạn thay đổi ạ, thì các bạn sẽ nhìn thấy là các cái lớp mình sẽ trở nên dày hơn. Đây, nó sẽ dính vào với nhau, mà trong khi cái mẫu của chúng ta thì nó cũng cảm giác nó không không dày đến như vậy. Đây, nó vẫn cách xa ra nhau, đúng không? Nhưng cái này ở đây nó lại dính vào với nhau. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể giữ nguyên được cái khoảng cách giữa các lớp, giữa các cái phin và stroke với nhau? Làm như nào? Thì cũng khá là đơn giản, các bạn chỉ cần chọn cái chữ, sau đó các bạn hãy convert nó bằng cách Ctrl Shift O. Đến đây thì Ctrl Shift O vẫn chưa xong, các bạn cần phải vào cho mình cái phần Object này, phần Expand Appearance này. Đó đó, bây giờ nhá, mình sẽ thử luôn là chúng ta sẽ thu nhỏ nó lại. Các bạn thấy không, cái phần khoảng cách ở giữa hai cái nền của chữ M và chữ A nó đã tách ra và nó vẫn đảm bảo cái kích thước giống như là cái kích thước lớn hơn cái nguyên gốc nguyên bản của nó. Và giả sử như các bạn có thu nhỏ nữa lại đi, nó vẫn là như vậy thôi. Nên là chúng ta có thể chốt lại một cái điều, đó chính là khi mà các bạn convert á và các bạn expand nó ra thì nó sẽ giữ nguyên được các cái hiệu ứng này, khoảng cách, tất cả mọi thứ nó sẽ giữ nguyên. Chỉ có một cái mà sẽ bất tiện cho các bạn, đó chính là các bạn không thể đánh text vào được nữa. Ở đây nha, các bạn nếu mà giữ nguyên cái hiệu ứng thì các bạn hoàn toàn có thể đánh text được, đúng không? Ví dụ như là Olympus chẳng hạn. Đây, đây là một cái mà mình nghĩ là cái sự tuyệt vời của cái hiệu ứng này, nó đã mang lại cho chúng ta cái sự tiện lợi. Khi mà các bạn chữ convert thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng đi sử dụng lại cái chữ này, cái phông chữ này và cái kiểu chữ này rất nhiều lần. Rồi, và mình nghĩ là cái nội dung này nó cũng chỉ có đơn giản là như vậy thôi, không có cái gì là đặc biệt cả, và nó gần như là những cái thao tác cực kỳ là cơ bản luôn. Nhưng mình có thể khẳng định với các bạn nhé, nếu như bạn nào mà không biết cái cách làm như vậy, các bạn sẽ cực kỳ là vất vả trong cái quá trình các bạn thiết kế. Và thậm chí là các bạn có thể là các bạn nhìn thấy nó đẹp quá nhưng mà các bạn không biết dùng, và các bạn sẽ không dám dùng, và các bạn sẽ nghĩ trong đầu là à, cái này cũng rất là khó này. Tức là nhiều yếu tố liên quan làm cho các bạn nản và các bạn sẽ mãi mãi sử dụng những cái kiểu chữ rất là truyền thống và gần như không có cái sự đổi mới. Mà thiết kế mà không đổi mới thì nhìn nó cũng rất là chán, đúng không? Bạn chán và khách hàng của bạn cũng cực kỳ là chán luôn. Thành ra là mình nghĩ là cái cách làm này là rất là tuyệt vời dành cho những bạn nào mà chưa biết. Rồi, và cái nội dung của mình thì cũng chỉ là như vậy thôi. Bạn nào yêu thích nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Tạm biệt.